Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Chương trình của chúng tôi được phát sóng lúc 17h45 phút Chủ nhật hàng tuần trên VTV2. Quý vị và các bạn có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn thắc mắc của mình thông qua fanpage VTV2 Chất Lượng Cuộc Sống để chúng tôi có thể chuyển tới các chuyên gia y tế để cùng giải đáp. Chương trình của chúng tôi sẽ mang đến những thông tin hữu ích liên quan đến phòng bệnh và chữa bệnh. Trong đó, phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Phòng bệnh đúng cách sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh để chúng ta sống vui và ý nghĩa bên những người thân yêu của mình. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Và để có một cơ thể khỏe mạnh khi còn trẻ, dẻo dai khi về già, thì chúng ta luôn cần đạt trạng thái cân bằng. Và nếu như mà cơ thể mất cân bằng thì rõ ràng sẽ gây ra rất nhiều những hệ lụy về bệnh tật. Một trong những yếu tố giúp cơ thể có thể cân bằng và đạt trạng thái sức khỏe tốt mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu, đó chính là kiềm thảo dược. Vậy kiềm thảo dược có vai trò như thế nào đối với sức khỏe con người? Những ai cần bổ sung kiềm thảo dược và bổ sung như thế nào là đúng cách và an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên trước hết xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi clip sau đây để biết hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay là ai. Em chào sếp ạ. Thời tiết sợ nhỉ, kiếp đắng như đổ lửa. Vâng. Mà 10 giờ phòng em nhé. À, vâng ạ. Ô sao thế hả sếp? Ôi, sếp ngồi đi. Úi giời ơi, chóng mặt quá. Úi giời ơi, chắc là bị cảm nắng rồi. Để em đi lấy cốc nước nhá. Sao tự dưng mà chị thấy mặt mũi nó cứ xa sầm lại nhỉ? Ôi. Sếp ơi, uống nước đi. Ôi, thế đã đỡ hơn chưa hả sếp? Ôi, chị cảm giác như là ngất luôn được ấy. Tự dưng mặt mũi nó cứ xa sầm, hoa mày chóng mặt em ạ. Nắng như này ấy, cơ thể dễ mất nước, dễ bị tụt huyết áp. Mà em thấy dạo này chị cứ gầy gò xanh xao thế nào ấy. Thật à? Vâng. Công nhận. Chị thấy hình như là sức khỏe tụt dốc nghiêm trọng ấy. Người ngợm đau ê ẩm. Mà thậm chí còn mất ngủ nữa cơ. Ôi thế à? Lần trước chị nhớ là kiểm tra đường huyết ấy, nó còn tăng đột biến cơ. Chả hiểu thế nào. Ôi sếp ơi, sếp cẩn thận nhá. Ở cạnh nhà em có cái ông hàng xóm bị đái tháo đường. Chủ quan, ăn uống kiêm khem, thế là không kiểm soát được đường huyết. Cuối cùng nhá, phải cấp cứu nhập viện đấy. Bác sĩ bảo là kiêng khem quá thiếu chất. Thời buổi này mà muốn sống khỏe cũng khó. Em thấy không? Không khí thì ô nhiễm này, thực phẩm thì bẩn này. Bây giờ muốn khỏe chỉ có về quê trồng rau nuôi gà, tự cung tự cấp mà thì mới yên tâm được. Thời buổi này có phải ai cũng có thời gian là trồng rau nuôi gà đâu hả chị? Còn bao nhiêu là việc. Thôi thì mình cứ cân bằng cuộc sống thôi. Như em đây này, phải tự xây dựng cho mình một lối sống cân bằng. Một năm nay em quan tâm tới sức khỏe của mình là bắt đầu bổ sung các khoáng chất, dưỡng chất này, rồi tích cực vận động, thể dục thể thao và bổ sung cả kiềm nữa, theo lời khuyên của bác sĩ. Trộm vía nhá, từ hồi mà em bổ sung kiềm, em thấy cơ thể nhá tràn đầy năng lượng, không bị ốm vặt nữa chị ạ. Ngày trước nhá, 4 giờ chiều nhá, em đã bị sập nguồn rồi, bây giờ khỏe re chị ạ. Kiềm á? Vâng. Này, chính là chị cũng chưa có thời gian để tìm hiểu kỹ về cái vấn đề này đâu. Kiềm ấy, nó tốt lắm. Bổ sung bằng các thực phẩm như là rau xanh này, hạnh nhân nhá, hạt dẻ này, đậu nành, ui dồi chà là. Nhưng mà em nghĩ là bổ sung bằng thực phẩm thì nó hơi lâu. Chị cứ đi hỏi bác sĩ, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng ấy là biết ngay. Gớm, cô, công việc cứ ngập đầu ngập cổ ấy. Thời gian đâu mà đi gặp chuyên gia dinh dưỡng. Phải làm xong cái dự án này tôi mới yên tâm mà có thời gian đi khám được chứ. Ôi dồi, vâng, bọn em sắp làm xong rồi. Chị cứ yên tâm thế nhá. Chúng ta vừa mới theo dõi một tiểu phẩm nói về tình trạng thiếu kiềm thì sẽ gây ra những bất ổn như thế nào cho sức khỏe, cũng như kéo theo những hệ lụy về bệnh tật. Diễn viên trong tiểu phẩm của chúng tôi thì cũng đang rất lo lắng và tìm kiếm những giải pháp từ các chuyên gia y tế. Và trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chuyên gia y tế sẽ cùng giải đáp những thắc mắc này trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc nhân dân đại tá bác sĩ Quách Văn Mích, nguyên giám đốc Viện Y học Hàng không. Vâng, xin chào hai MC, chào vị khách mời và cùng toàn thể quý vị. Bác sĩ Quách Văn Mích, nguyên giám đốc Viện Y học Hàng không, người có 32 năm kinh nghiệm trong ngành y học hàng không, gần 20 năm thực nghiệm và nghiên cứu phương pháp giúp cân bằng kiềm axit, quân bình âm dương trong cơ thể. Bác sĩ là tác giả của những cuốn sách Phòng ngừa và chữa bệnh ung thư bằng cách nào,
phương pháp thực dưỡng Osawa, thực dưỡng miễn dịch, một xu hướng mới của thực dưỡng Osawa, với mong muốn cuốn sách sẽ lan tỏa đến nhiều bạn đọc những cảm hứng, động lực để xây dựng cho mình một lối sống khỏe mạnh, cân bằng từ sâu bên trong, thực hành thực dưỡng một cách đúng đắn. Và vị khách mời tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay đó là diễn viên Anh Thơ đến từ nhà hát Tuổi Trẻ. Xin chào hai MC, chào bác sĩ ạ và chào tất cả những khán giả xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt. Anh Thơ với 30 năm gắn bó với sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ, nữ nghệ sĩ đã tham gia rất nhiều vở diễn trên sân khấu kịch như Macbeth, Một Mối Tình, Tình Muộn, Nhà Có Năm Anh Em Trai, các chùm hài kịch Kẻ Khóc Người Cười, Nụ Cười Kẻ Chợ, Ao Làng và gần đây nhất là vở kịch Tôi Đẹp, Tôi Có Quyền, một trong những tác phẩm mà anh Thơ được đảm nhận vai chính. Bên cạnh đó, khán giả truyền hình còn biết đến anh Thơ trong các bộ phim truyền hình phát sóng trong khung giờ vàng của VTV. Dù không phải nhân vật trung tâm nhưng đã góp phần mang lại không khí vui vẻ cho bộ phim, mang lại những nụ cười sảng khoái cho khán giả như phim Cả Một Đời Ân Oán, Bà Nội Không Ăn Pizza, Nhà Trọ Ba La Nha, phim 11 tháng 5 ngày, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Đã giúp anh Thơ một lần nữa gây ấn tượng với khán giả bằng những tình huống vui vẻ, hài hước và rất có duyên. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Lần đầu tiên Đại Dương được gặp chị Anh Thơ ở ngoài đời. Không biết là ngay lúc này thì chị có thể chia sẻ một chút về công việc cũng như là cuộc sống hiện tại của chị được không? Công việc thì chắc là tôi giống các bạn thôi, cũng bận. Nhưng mà cho dù bận đến mấy thì tôi vẫn luôn có một cái thời khóa biểu không khoa học lắm nhưng mà cũng cố gắng tối đa để làm sao cho tăng cường sức khỏe của mình. Và đặc biệt là tôi rất chăm tham gia những cái buổi talk của VTV2 để mở mang kiến thức và để có thêm nhiều những cái kinh nghiệm để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người thân yêu của mình. Vâng ạ, có thể thấy rằng là chị Anh Thơ có một mối quan tâm đặc biệt tới sức khỏe. Và tôi cũng được biết rằng là cái ngành nghề diễn viên thì làm cái đặc thù công việc thì rất là bận rộn. Vậy thì tôi cũng rất là tò mò là không biết là chị Anh Thơ sẽ cân bằng cái công việc, cái cuộc sống cũng như cái việc chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào ạ? Thực ra thì mình cũng cố gắng thôi nhưng có những lúc thì đúng là nó cũng không theo ý mình. Vì đặc thù công việc của các bạn với cả tôi cũng giống nhau. Vì chúng ta là thường là dậy sớm này, thức khuya này. Thì có những lúc đấy thì cũng không thể theo ý mình được. Hoặc là ăn uống nhiều khi là nó cũng quá bữa, no dồn đói góp. Thế còn những ngày mà không bận thì mình lại làm đúng cái thời khóa biểu của mình. Còn những cái lúc bận rộn thì thôi, thì những cái lúc nào mà nó giãn giữa hai cái phân đoạn quay thì mình có thể chấm bắt được tí nào hay tí đấy. Và ăn uống thì cố gắng đủ chất và uống nước trong một ngày đủ 1 lít gì đấy. Nói chung tóm lại là cố gắng tối đa thôi, còn những cái lúc bận thì đúng là cũng không thể nào mà theo như ý mình muốn được. Vâng, làm nghệ sĩ, làm diễn viên hay là làm truyền hình thì có một cái đặc điểm chung, đó là rất là vất vả. Thời gian giờ giấc thì không cố định và đôi khi là hơi chảnh mảng sức khỏe một chút. Ở trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì tôi có thấy là chị hay bị những cái triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt này, người ê ẩm và thậm chí là đường huyết tăng cao nữa. Vậy thì không biết là trong thực tế cuộc sống thì chị có gặp những cái triệu chứng cụ thể như vậy hay không? Tất cả những cái triệu chứng của nhân vật trong tiểu phẩm ấy nó cũng là cái triệu chứng ngoài đời của tôi đấy. Thỉnh thoảng thì tôi cũng hay đau đầu, cũng có thể là do thiếu ngủ vì mình nó thời có biểu linh tinh mà. Thế nhưng mà lúc thiếu ngủ đấy thì tôi cũng không biết là như thế nào, tôi chỉ uống thuốc cho nó đỡ đau đầu thôi. Được. Xong nó giảm thì mình lại hôm sau mình lại cố gắng là sắp xếp thời gian để ngủ bù, nhưng mà nói thế thôi chứ những hiện tượng đấy thì thường xuyên xuất hiện. Và rõ ràng là tôi đã thấy rằng là cái triệu chứng của chị Anh Thơ là một cái căn bệnh mà đã diễn ra thường xuyên và đều đặn đúng không? Xin được hỏi là bác sĩ Quách Văn Bích ạ, bác sĩ nghĩ sao về cái tình trạng mà chị Anh Thơ đang gặp phải ạ? Liệu đây có phải là những biểu hiện của những căn bệnh đáng lo ngại và gây nguy hiểm không ạ? Thưa quý vị, những cái triệu chứng, những cái biểu hiện vừa rồi diễn viên Anh Thơ có chia sẻ ấy, thì tôi nghĩ là đấy là những cái trạng thái thay đổi về tình trạng sức khỏe, mà một phần chính là do cái môi trường sức khỏe của mình nó bị axit hóa, nó thiếu kiềm, nó gây một cái tình trạng như có thể nói nó làm thay đổi những cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể và cũng như là những các cái trao đổi chất. Và chúng ta đã biết rồi, như vậy là cơ thể của chúng ta ấy, là cái môi trường trong máu là môi trường kiềm, hơi mặn một chút, nó ở cái độ pH khoảng 7,35 đến 7,45. Nếu mà như vậy là cái cân bằng kiềm toan ấy mà nó mất cân bằng, nó thiên về axit ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái rối loạn chuyển hóa, và đấy chính là những cái nguyên nhân mà có thể
tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus rồi là các cái tế bào bất thường phát triển, và lâu dần thì nó sẽ dẫn đến các cái bệnh cấp tính rồi là bệnh mãn tính, mà nó cứ lai dai, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Có thể thấy qua bước đầu những chia sẻ của chuyên gia thì kiềm có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe. Và có sức khỏe là có tất cả, sức khỏe chính là tài sản để chúng ta có thể thực hiện được mọi mong muốn trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang tới cho diễn viên Anh Thơ cùng quý vị khán giả những kiến thức vô cùng cần thiết trong việc bổ sung kiềm cũng như là giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi sâu hơn về vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip sau. Một cơ thể khỏe mạnh là cơ thể có độ pH được cân bằng. Muốn pH cân bằng, bạn phải xây dựng môi trường kiềm cho cơ thể. Môi trường kiềm là môi trường tương thích và thuận tiện nhất cho các tế bào sinh trưởng và phát triển. Chỉ số kiềm ở trạng thái cân đối là 7,35 đến 7,45. Khi đạt được trạng thái kiềm cân đối thì cơ thể sẽ sản sinh ra những hormone có lợi, khiến cơ thể trở nên khỏe mạnh, tâm trạng tươi vui và sảng khoái. Ngoài ra, nếu con người duy trì được tính kiềm thì bệnh tật cũng sẽ khó có cơ hội phát triển. Do đó, bạn cần bổ sung và xây dựng môi trường kiềm để cơ thể luôn khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra độ pH có vai trò rất lớn đối với sức khỏe con người. Hiện nay, thang pH có giá trị từ 0 đến 14, pH đạt 0 đến 6,9, có tính axit cao, pH đạt 7, trung tính, pH đạt 7,1 đến 14, có tính kiềm. Với những người có độ pH trên 7 thì cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh, ít có nguy cơ mắc bệnh. Ngược lại, người có pH dưới 7 là trong máu có tính axit cao, vì thế tỷ lệ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính ở đối tượng này thường rất cao. Tôi phát hiện ra mình thừa axit quá nhiều trong cơ thể, cách đây cũng khá lâu rồi. Đó. Và cái lượng kiềm trong cơ thể tôi dư với axit là bị chênh nhau quá nhiều, cho nên nó dẫn đến cho tôi rất là nhiều bệnh. Cái thứ nhất là bệnh nặng nhất là bệnh ca, là bệnh ca giáp, dạ dày, rồi xương khớp. Đấy, vì nó thừa axit, nó mất cân bằng. Và tôi biết được điều đó thì là qua các bác sĩ kiểm tra xét nghiệm máu, họ luôn cảnh báo tôi là thừa axit rất là nhiều, dư axit trong cơ thể, mất cân bằng với kiềm. Thì mình luôn luôn mệt mỏi, và đồng thời cái lưỡi mình ấy lúc nào nó cũng trắng, mà cái miệng mình nó khô miệng lắm, mà lưỡi lúc nào cũng trắng ở ra. Tức là hơn một chục năm nay thì tôi liên tục đi khám sức khỏe định kỳ, một năm từ một lần đến hai lần. Và cái nặng nề nhất trong của tôi là bị tuyến giáp. Đấy thì nhưng mà hiện tại trong cái hơn một chục năm ấy thì là tuyến giáp nó là bình thường thôi, tức là ở cái vị trí đấy, và kiểm tra máu thì các xét nghiệm đều cho là bình thường. Nhưng mà sau 2 năm Covid thì mình không đi kiểm tra được, thì không may nó lại chuyển sang ác tính. Đấy, và tôi đã mổ và điều trị, mổ một lần và xạ trị một lần. Thì đến bây giờ kiểm tra mọi cái là nó vẫn bình thường thôi. Nhưng mà khi mà tôi biết được đến cái thông điệp là nếu mà cơ thể mình mà nhiều axit quá thì có thể là cái bệnh tuyến giáp của mình nó lại quay trở lại, có khi mình lại phải mổ, mình lại bị điều trị xạ trị, và ngoài ra có khi còn bị thêm một số cái bệnh khác. Đặc biệt hiện nay với lối sống hiện đại, ít hoạt động thể lực, sử dụng nhiều rượu bia, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, sống trong môi trường stress, ô nhiễm không khí, nguồn nước, môi trường lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính ở nhiều đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua clip vừa rồi thì chúng ta đã thấy được tình trạng thiếu kiềm trong cơ thể cũng như là những hệ lụy. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với bác sĩ Quách Văn Mích. Thưa bác sĩ, là thông qua những cái biểu hiện đặc trưng của những nhân vật ở trong phóng sự cũng như là trong tiểu phẩm mà chúng ta vừa được theo dõi, thì đó có phải là những cái biểu hiện đặc trưng trong cái việc thiếu kiềm trong cơ thể hay không ạ? Qua những cái biểu hiện ở trên phóng sự rồi, rõ ràng đấy là một cái trạng thái mà người ta bệnh do cái hàng ngày chúng ta ăn uống này, rồi chúng ta tiếp nhận cái không khí, cái nguồn nước, rồi kể cả những cái hoạt động sống, những cái stress nó dẫn đến cái tình trạng như vậy là cơ thể máu đang thiếu kiềm và đang có xu hướng về axit, thì nó là những cái nguyên nhân mà đấy dẫn đến những cái biểu hiện bất thường như vậy. Và nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào nếu như mà chúng ta bị thiếu kiềm, thưa bác sĩ? Thưa quý vị, chúng ta nên biết rằng hầu hết các căn bệnh mãn tính không đột ngột ập đến tấn công ta, bệnh tật cứ thầm lặng đến từ nhiều năm trời,
do ăn uống mất quân bình, do sự phóng túng không điều độ, do sự lao lực quá mức. Và chính cái hàng ngày chúng ta từ cái chế độ ăn, từ chế độ sinh hoạt, rồi là những cái tác động của môi trường, không khí, nguồn nước, nó làm cho cái môi trường máu của chúng ta nó acid hóa. Và rõ ràng là chúng ta thấy cái vai trò của kiềm hóa cơ thể rất là quan trọng. Nó là cái yếu tố mà có thể tác động đến mọi cái chuyển hóa, sinh hóa, nội tiết, rồi miễn dịch cho cơ thể. Và chúng ta đã biết rồi, như vậy là các nhà khoa học người ta đã khẳng định cái vai trò kiềm hóa cơ thể vô cùng quan trọng để giúp cho cơ thể, hỗ trợ cho cơ thể ở cấp tế bào tự như vậy là điều chỉnh và giải quyết cái sự cân bằng của một nội môi. Và khi mà thiếu kiềm ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng như nhà giáo sư tiến sĩ Otto Robert ấy, ông là một nhà sinh lý nổi tiếng của Đức. Ông đã từng được giải Nobel năm 1931 về y học, và ông đã nói rằng cơ thể vô cùng quan trọng nếu mà chúng ta có một cái chế độ kiềm hóa hoàn hảo. Và chế độ kiềm hóa ở trong cơ thể nó sẽ giúp cho cái chuyển hóa cơ thể nó đi theo đúng cái quy trình và đạt được những cái tốt cho sức khỏe. Và có thể nói là ông đã nói về cái vấn đề kiềm hóa thì ông đã khẳng định như thế này này. Bệnh ung thư tạo ra bởi hai cái điều kiện cơ bản. Đó là gì? Tình trạng acid hóa và thứ hai tình trạng thiếu oxy ở cấp tế bào. Cho nên chúng ta có thể nói rõ ràng như vậy là khi mà cơ thể chúng ta thiếu kiềm, tức là môi trường đang acid hóa đấy, thì sẽ dẫn đến rất hệ lụy rất nhiều các cái bệnh nói chung, các bệnh đặc biệt là các bệnh mãn tính như là ung thư, rồi tim mạch, tiểu đường, vân vân. Tôi tin rằng là cơ thể con người chúng ta là một bộ máy hoàn hảo của tạo hóa. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta vận hành trong những cái áp lực cuộc sống thì đôi khi chúng ta đã bào mòn cơ thể của chúng ta một cách vô thức để cuối cùng là gây ra cái hệ lụy về bệnh tật cũng như cái sự bất cân bằng. Và tôi thấy là khi mà chuyên gia y tế có chia sẻ thì chị Anh Thư nghe rất là đăm chiêu và suy tư ạ. Vậy thì đúng rồi, rất là chăm chú ạ. Vậy không biết là chị có những băn khoăn thắc mắc gì muốn đặt cho chuyên gia của chúng tôi ạ? À dạ vâng, bạn ấy rất hiểu ý tôi đấy nhá. Dạ thưa bác sĩ ạ, tôi muốn hỏi là vậy thì lúc nào mình biết được là cơ thể mình thiếu kiềm? Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi Diễm Anh Thơ có hỏi về vấn đề cái biểu hiện mà thiếu kiềm. Thì chính lúc đầu mà Diễm Anh Thơ đã có chia sẻ những cái thay đổi về sức khỏe của mình ý. Ví dụ những cái vấn đề như vậy là thoáng đau đầu này, mệt mỏi này, mất ngủ, rồi là trạng thái thậm chí là da hơi chút xấu đi một chút này, thậm chí là có những bạn ở cái tình trạng acid hóa ở đường tiêu hóa thì có khi đau dạ dày này, rồi là các cái rối loạn các chuyển hóa mà nặng hơn nữa là các cái biểu hiện của các cái bệnh như đường huyết này, tim mạch vân vân chẳng hạn. Thì đấy là những cái triệu chứng của một số các bệnh cũng như là một số những cái triệu chứng thông thường mà cũng có thể đấy là mà chúng ta có thể căn cứ vào đấy chúng ta biết là mình, cơ thể của mình đang có một cái tình trạng là acid hóa. Mà để nghĩa là nó có một khoa học nhất thì bạn có thể dùng cái giấy kiềm pH mà để phát hiện. Có lẽ khách quan nhất thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên dùng một cái giấy quỳ để thử, mình ngậm vào lưỡi này, xong đó mình đo so sánh lên cái thang kiềm này thì mình thấy là nó ở cái mức độ nào. Nếu như nó ở mức độ 7 thì là 7/7 thì là ok, tức là ở cái mức độ là kiềm tối ưu. Còn nếu như mà nó dưới 7, nó là 6 này, là 5 này, là 3 này, 4 thì là tình trạng rất là acid. Càng đi sâu về phía bên trái này, tức là càng giảm cái độ kiềm từ 7 này xuống 6, xuống 5, xuống 4, xuống 3 thì là càng acid. Và thường những người bệnh ung thư ấy, là thường có khi mà đo thì thấy cái độ kiềm nó chỉ khoảng 5 dưới 5 thôi. Đấy. Còn nếu mà nó từ 7 trở lên ấy, thì là rất là ok, tức là cơ thể của chúng ta là đang được kiềm hóa. Đấy là một cách mà chúng ta có thể đo rất là nhiều, có thể bằng nước bọt mà có thể đo bằng cái nước tiểu của mình hàng ngày để chúng ta so sánh, thì đấy là một cái khách quan nhất. Có nghĩa là bên cạnh những triệu chứng thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra test bằng kiểm cái dụng bằng cụ này cái, đúng không ạ? Bằng cái đo độ này pH. Ngậm trong lưỡi có lâu không ạ? Khoảng độ 30 giây thôi. 30 giây là mình có kết quả đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức là thú vị. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là việc thiếu kiềm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, đến cuộc sống của mọi người và gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy thì đó là những nguy cơ gì? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể thiếu kiềm? Khi lượng axit trong cơ thể tăng, kiềm giảm và làm mất cân bằng độ pH trong cơ thể, từ đó
dễ dàng dẫn đến việc rất dễ mắc các bệnh ung thư, dạ dày, v.v. Ngoài ra, khi cơ thể thiếu kiềm cũng làm giảm năng lượng, giảm hấp thụ khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác, dẫn đến tế bào cơ thể giảm năng lực thải độc sắt, kim loại nặng và giảm việc tự thay thế, sửa chữa, tái sinh các tế bào hư hỏng có nguy cơ làm cho các tế bào ung thư tăng trưởng mạnh. Cô Đào Thị Hồng Thắm năm nay 53 tuổi là một trong những ví dụ điển hình về việc thiếu kiềm. Cách đây 23 năm, cô bị ung thư vòi trứng, cắt toàn bộ phần phụ, sức khỏe giảm sút. Sau đó, cô luôn gặp phải tình trạng cơ thể mệt mỏi, hay đau đầu, mất ngủ thường xuyên. Mặc dù đã có một chế độ ăn uống khoa học, tập luyện, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện. Thực ra thì mình là một người mà cũng quan tâm về sức khỏe ấy. Thế nhưng mà do cái công việc của mình nó cũng bận cho nên là nhiều khi mình cũng không sinh hoạt được khoa học, ăn uống nó cũng thất thường rồi mãi công việc ấy. Thế thì chả có một thời gian dài, cũng cái thời mình tầm 30 tuổi thì cũng bị bệnh ung thư ấy và đã cắt bỏ một phần cơ thể. Và sau đấy rằng là mình cũng thấy là cơ thể nó cũng xuống dốc nhiều lắm. Thường xuyên là mệt mỏi này, đau đầu này, chóng mặt. Thế rồi là nó có cái triệu chứng như kiểu là rất là khó thở, như kiểu là bị cái gì đấy nó nghẹt ở tim ấy. Thế sau đấy thì một thời gian dài như thế thì mình thấy là mình có vấn đề về sức khỏe. Thế đi khám thì một là huyết áp cao, mỡ máu thì cực kỳ cao luôn. Đấy, và luôn luôn mất ngủ. Thế và mới phát hiện ra là mình rất là thiếu kiềm. Đấy, trong cơ thể mà thiếu kiềm thì cái môi trường axit nó cao hơn ấy. Thì nó sẽ có, mình nghĩ là nó sẽ có nguy cơ nhiều bệnh tật. Cô Thắm đã đến gặp chuyên gia y tế để được tư vấn. Sau khi đánh giá các kết quả sinh hóa cho thấy tình trạng mất cân bằng kiềm axit trong cơ thể, mỡ máu cao dẫn đến biểu hiện mệt mỏi kéo dài như hiện nay. Các chuyên gia y tế cảnh báo, dựa vào kết quả xét nghiệm trong máu, nếu độ pH dưới 7 thì cơ thể có dấu hiệu nguy kịch bởi vì hồng cầu có xu hướng kết dính làm tắc nghẽn mao mạch cục bộ. Các tế bào thiếu oxy dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa, cơ thể mệt mỏi và nguy hiểm hơn là dẫn đến tử vong. Một điều đáng lưu ý, đó là khi xảy ra tình trạng nguy kịch này, cơ thể sẽ tự động sử dụng chất khoáng kiềm dự trữ để áp chế và trung hòa với lượng axit dư thừa. Nếu tình trạng thiếu kiềm này diễn ra trong thời gian dài, thì cơ thể sẽ mất dần các chất khoáng dự trữ, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong cơ thể như răng, tóc, xương, v.v. Bên cạnh đó, da cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu như pH của cơ thể bạn bị mất cân bằng. Khi độ pH quá thấp, da sẽ tiết nhiều dầu, lỗ chân lông to và thường xuyên nổi mụn. Trong quá trình tư vấn thì tôi gặp rất nhiều người bệnh với rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Và những cái bệnh lý đó thì đều đến từ nguyên nhân là mất cân bằng kiềm và axit. Một số khách hàng có biểu hiện nhẹ như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt hay đau nhức cơ thể. Những cái biểu hiện nặng hơn thì đã phát triển thành bệnh như là đái tháo đường, gút, dạ dày, xương khớp. Thì chính những cái biểu hiện đó đều phản ánh cái tình trạng mất cân bằng kiềm và axit trong cơ thể. Nếu như mà chúng ta cứ để cái tình trạng mất cân bằng này kéo dài ấy, thì nó sẽ là hệ lụy để gây ra rất nhiều các cái bệnh lý mãn tính không lây sau này. Đấy, trong đó có thể kể đến như là đái tháo đường này, suy thận này, thậm chí là gây ra ung thư. Đấy, thì chúng ta nên có những cái biện pháp để phát hiện sớm và đưa ra để tìm được cái giải pháp phù hợp để nâng cao sức khỏe, giải quyết cái tình trạng mất cân bằng kiềm và axit này. Vì vậy, chúng ta phải luôn kiểm soát và điều chỉnh lượng kiềm trong tế bào và mô để giảm lượng axit dư thừa, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, như trong phóng sự mà chúng ta vừa mới theo dõi, thì khi cơ thể thiếu kiềm sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe. Và thưa bác sĩ Quách Văn Bích ạ, trong quá trình tư vấn cho rất nhiều các bệnh nhân ở các vùng miền, các địa phương khác nhau, thì bác sĩ có thấy rằng là đây là một triệu chứng phổ biến mà chúng ta hay gặp hay không ạ? Nhiều bệnh nhân mà đến với chúng tôi được tư vấn về vấn đề ăn uống thì chúng tôi phát hiện như vậy là thường những người bệnh, nhất là những bệnh mãn tính nặng, thì trong cơ thể người ta có một cái tình trạng là nó axit hóa. Và khi mà cho thử đo cái độ pH là rất là rõ. Mà nếu như vậy là những cái bệnh nhân đó, và có rất nhiều bệnh nhân mà sau khi mà chúng tôi tư vấn mà cái hướng đến cách ăn uống nó quân bình, và thứ hai sử dụng cái kiềm, thì cũng đã có một cái thay đổi rất đáng kể về sức khỏe. Vâng, tuy nhiên thì liệu có không những trường hợp mà người ta ăn uống bình thường, đầy đủ, nhưng mà cơ thể vẫn có tình trạng thiếu kiềm, và nếu có thì do nguyên nhân vì sao thưa bác sĩ? À vâng,
Cũng có một số các bạn mà khi mà được chúng tôi tư vấn thì chúng tôi cũng phát hiện ra là họ cũng ăn rất là đầy đủ thực phẩm từ protein, glucid, lipid rồi là kể cả động thực vật có đủ cả, thậm chí dùng rất nhiều các thực phẩm chức năng, các loại sinh tố vitamin. Thế mà người ta vẫn bị bệnh, thậm chí nhiều cái bệnh mãn tính. Tôi nghĩ rằng là chúng ta rất đáng cần phải chú ý một cái chế độ ăn uống đúng để đưa cái lượng kiềm hóa nó cân bằng. Mặc dù chúng ta ăn nhiều, ăn rất là đầy đủ nhưng mà nó cái thực phẩm đó lại quá axit, nó lại quá âm chẳng hạn. Thì nó chúng ta nó mất cân bằng, mất nó làm rối loạn cái kiềm toan. Tình trạng máu nó về axit. Cho nên chúng ta là phải ăn đúng, uống đúng. Dạ thưa bác sĩ ạ, bác sĩ có thể cho tôi hỏi là vậy thì cái độ tuổi nào là cái độ tuổi mà thiếu kiềm? Liệu trẻ em thì có thể bị thiếu kiềm không ạ? Hay là chỉ những người như là tuổi trung niên chúng tôi ạ? Vâng. Thưa quý vị, như vậy là có thể nói cái tình trạng mà thiếu kiềm hay nói một cách khác là axit hóa ở trong môi trường máu của mình nó không chỉ ở lứa tuổi cao tuổi, không chỉ ở lứa tuổi trung niên mà ngay cả từ lứa tuổi trẻ còn bé cũng vẫn có thể là thiếu kiềm nếu như mà các cháu hàng ngày như vậy là ăn nhiều như vậy, bim bim này, nước ngọt này này, rồi là hoa trái này, đặc biệt là hay dùng Coca, Pepsi, bỏ hút mà. Thế thì cái tình trạng đó là nó sẽ dẫn đến axit hóa máu. Vâng. Trên bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể dẫn đến tình trạng là thiếu kiềm, vâng, hay là chua máu hay là axit máu. Nếu như cái khâu mà chúng ta nhập thực phẩm vào hàng ngày ấy, nó là những thực phẩm âm và axit thì nó dẫn đến là thiếu kiềm. Rõ ràng là chúng ta có thể thấy rằng là cái nguy cơ về sức khỏe không chỉ biểu hiện là khi chúng ta đã có những cái triệu chứng rõ ràng về bệnh tật, mà cái nguy cơ đấy nó đang diễn ra âm thầm theo từng thói quen trong việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, và rõ ràng ở lứa tuổi nào chúng ta cũng gặp phải. Nghe bác sĩ chia sẻ thì thật sự là tôi cũng rất là đáng quan ngại cho chính cái lịch sinh hoạt của mình đấy ạ. Vâng, chính xác là như vậy, và có lẽ là sau chương trình ngày hôm nay thì khán giả này, khách mời này, Lan Hương và thậm chí Đại Dương cũng phải đi test xem là mình có bị thiếu kiềm hay không và tình trạng sức khỏe của mình như thế nào, đúng không ạ? Một lát nữa sau chương trình thì tôi sẽ thử. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe những ý kiến của bác sĩ Quách Văn Mích liên quan đến kiềm, tác dụng của kiềm đối với sức khỏe cũng như là những hệ lụy khi mà cơ thể của chúng ta thiếu kiềm. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là vậy thì chúng ta sẽ bổ sung kiềm như thế nào đúng, đủ và an toàn cho cơ thể của con người. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với clip sau đây của chương trình. Để có một thể trạng khỏe mạnh, hạn chế tối đa bệnh tật thì cần có được sự cân bằng giữa kiềm và axit trong cơ thể. Ngoài những cách bổ sung kiềm từ thức ăn, phải có một chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, giữ tinh thần thoải mái. Bên cạnh đó, chúng ta có thể bổ sung kiềm thảo dược có độ pH 13-14 cao nhất trong thang kiềm. Ứng dụng đột phá công nghệ hoạt hóa sinh học, kiềm thảo dược chắt lọc và bảo toàn các hợp chất thiên nhiên, kháng sinh thực vật, vi khoáng, vi lượng có trong thảo dược, phân tách các tinh chất ấy thành nano phân tử với kích thước vô cùng nhỏ, để chúng dễ dàng thẩm thấu vào sâu từng tế bào trên cơ thể con người. Khả năng mạnh mẽ nhất của kiềm thảo dược là trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, tạo ra sự cân bằng kiềm axit trong thời gian ngắn, tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus, hồi phục các tế bào tổn thương và tái tạo các tế bào khỏe mạnh. Quá trình kiểm nghiệm cho thấy kiềm thảo dược rất giàu hợp chất thiên nhiên, vitamin thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt với thành phần kháng sinh thực vật cao gồm glycosid, flavonoid, terpenoid, saponin. Kiềm thảo dược có tác dụng kháng viêm và chống sưng hiệu quả. Với sự kết hợp của gần 20 thảo dược quý như nhân sâm, linh chi, trinh nữ hoàng cung, bổ công anh, bán chi liên, hòe hoa, kiềm thảo dược có tác dụng tăng cường chức năng hệ nội tiết, tăng cường miễn dịch, kháng viêm, vân vân. Bổ sung kiềm thảo dược đều đặn mỗi ngày sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật.
Thưa bác sĩ ạ, rõ ràng là việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể là một điều vô cùng cần thiết để chúng ta có thể chăm sóc và giúp cho hệ sinh thái, hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta được cân bằng và có được những cái dưỡng chất tốt nhất. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta bổ sung dưỡng chất thì chúng ta sẽ cần phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc thì mới có thể đem lại hiệu quả. Về vấn đề bổ sung kiềm thảo dược á, thì cái này nó còn tùy thuộc vào bệnh trạng của từng bệnh nhân. Tùy theo cái tình trạng như vậy là cái nhu cầu cũng như là cái mức độ gọi là thiếu kiềm trầm trọng như nào, cũng như là cái tình trạng bệnh. Thí dụ gọi là thiếu mức độ nhẹ mà chưa có những bệnh gì đáng kể thì chúng ta có thể dùng cái kiềm cân bằng. Còn nếu như mà có những cái biểu hiện như vậy, như là thường xuyên là đau dạ dày chẳng hạn, là viêm đường ruột này, thì chúng ta dùng cái kiềm dạ dày. Thế còn cái liều dùng thì người ta có khuyến cáo dùng cái kiềm thảo dược ấy là mỗi một ngày khoảng độ 3 lần, mỗi lần 15ml pha với khoảng 100-130ml nước thường, uống trước bữa ăn 1 tiếng đồng hồ. Đấy là cái thời điểm mà có thể là hấp thu tốt nhất. Nhưng mà tôi thấy rằng là việc chăm sóc sức khỏe thì chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả. Đúng bởi rồi. Vì là chúng ta sẽ phải tuân thủ những cái quy tắc và rất là cẩn trọng khi mà chúng ta tham vấn những cái lời tư vấn của chuyên gia y tế, cũng như là phụ thuộc vào cái tình trạng là chúng ta lắng nghe được cơ thể, sức khỏe của mình để có thể có những cái biện pháp chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả nhất. Thưa bác sĩ ạ, việc chúng ta bổ sung các dưỡng chất là một điều vô cùng cần thiết. Thế nhưng mà bổ sung như thế nào, theo những nguyên tắc ra sao để cơ thể hấp thu một cách hiệu quả nhất thì đấy là điều mà chúng ta hết sức lưu ý. Khi chúng ta bổ sung cái kiềm thảo dược này thì chúng ta biết rằng kiềm thảo dược đây là được nhà sản xuất là hoàn toàn đi từ 100% thảo dược quý hiếm của Việt Nam. Và với cái công nghệ hoạt hóa, công nghệ nano ấy, và lại với cái nguồn nước EZ ấy, được thẩm thấu chiết xuất bởi các cái tinh chất của các cái thảo dược ra ấy, tạo ra được rất nhiều các cái vi khoáng rồi các chất chống oxy hóa cũng như là các cái chất kháng sinh đi vào cơ thể bằng cái bốn cái cơ chế là cơ chế hấp thu. Có thể nói là kích thước của nó rất là nhỏ, 0,5 nanomet đấy, cho nên là nó đi vào từng sâu thẳm vào từng ti thể của tế bào. Nó vào làm lan tỏa hết tất cả những cái nơi sâu nhất của tế bào, các cái ti thể để tham gia vào cái quá trình như vậy là giúp cho cơ thể được cân bằng cái nội môi để cơ thể hấp thu. Và cái cơ chế chuyển hóa đấy cũng thế, với cái khả năng mà nó đi sâu vào tế bào như vậy thì chính cái kiềm thảo dược này đã giúp cho tế bào một cái trạng thái rất là cân bằng để chuyển hóa toàn bộ tất cả những các cái hoạt động nội môi, ngoại môi, và giúp cho cơ thể như vậy để cân bằng các hoạt động. Mà khi mà máu ở cái trạng thái cân bằng thì đấy là cái yếu tố quyết định để làm cho cơ thể chúng ta có một sức khỏe rất là khỏe mạnh. Cũng với cái cơ chế thứ ba, tức là cơ chế đào thải, tức là kiềm thảo dược này khi đi vào từng ti thể tế bào thì đồng thời nó với các cái thành phần là chất chống oxy hóa, các chất kháng sinh rất là quý hiếm từ thực vật, nó sẽ làm lành mạnh hóa, đào thải các cái độc tố, mà nhất là các loại kim loại nặng ra khỏi cơ thể, những cái chất cặn bã ra khỏi tế bào. Đấy, và đấy là cái khả năng có nghĩa là thanh thải để thanh độc, giải độc cho tế bào. Và đồng thời như vậy là một cái cơ chế thứ tư là cơ chế tái tạo. Nhờ những cái tác dụng là rất là giá trị của kiềm thảo dược ấy, với những chất chống oxy hóa, với những chất kháng sinh như vậy, nó sẽ làm lành mạnh các cái tế bào, làm lành mạnh từng ti thể, từng tế bào, để giúp cho các cái ti thể của từng tế bào nó hoạt động, nó khỏe hơn, nó mãnh liệt hơn. Và nó có thể như vậy là vô hiệu hóa các cái nguyên nhân gây bệnh như là virus này, là vi khuẩn này, là các cái tế bào bất thường, để đưa cơ thể một cái trạng thái ok nhất, tức là về một trạng thái sức khỏe viên mãn. Dạ thưa bác sĩ, là ở cái độ tuổi trung niên như tôi chẳng hạn, mà muốn bổ sung kiềm thì cần phải có những cái lưu ý gì? Với ví dụ các bạn như ở lứa tuổi trên dưới 50 ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng, nhưng mà nếu mà không có bệnh thì chúng ta dùng cái kiềm thảo dược cân bằng, hay là kiềm dạ dày, kiềm gan thận, nhiều loại lắm, nói chung là rất là phong phú. Còn nếu như mà đối với trẻ em thì lại có các loại kiềm khác. Tôi nghĩ là phòng bệnh là hơn là chữa bệnh. Đừng để bao giờ bệnh bắt đầu xuất hiện thì bây giờ chúng ta mới uống kiềm thì là muộn rồi. Phương châm của ngành là
phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vâng ạ. Việc chăm sóc sức khỏe thì sẽ không phải là lúc nào chúng ta bị bệnh rồi thì chúng ta mới quan tâm, và hãy làm thế nào để trở thành một thói quen thường nhật để chúng ta có thể tạo nên một cái lối sống lành mạnh nhất. Và thưa chuyên gia, khi mà chúng tôi thực hiện chủ đề này thì nhận được rất nhiều những sự quan tâm và câu hỏi của các khán giả ở khắp mọi miền đã gửi về cho chúng tôi. Mong sao chuyên gia có thể tư vấn và giải đáp ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho chuyên gia, đấy chính là hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm kiềm như kiềm nước ion, kiềm dung dịch, kiềm thảo dược. Bác sĩ có lời khuyên gì để chúng ta có được cái sự lựa chọn chính xác với những cái sản phẩm chất lượng ạ? Có thể nói là có hai cái dạng kiềm chính, một là kiềm ion, thứ hai là kiềm thảo dược Safia. Cái quan trọng nhất là cái kiềm này là người ta 100% là đi từ những thảo dược, không có một cái chất gì ngoài cái thảo dược. Và với một cái công nghệ là công nghệ hoạt hóa nano, và để những người ta chiết xuất ra được một cái nguồn nước gọi là nguồn nước của nước là EZ ấy, nguồn nước là một cái trạng thái nước thứ tư của nước ấy, cung cấp rất nhiều các cái khoáng chất vi khoáng, canxi, magie, natri, rồi chrome này, kẽm vân vân. Trong khi mà người ta chiết xuất bằng cái công nghệ nano, nó được rất là nhiều các cái chất chống oxy hóa, các kháng sinh từ cây cỏ, những cái vị thuốc của Việt Nam đấy, có rất nhiều các loại, thí dụ như là glucid này, flavonoid này, rồi là saponin này, rồi là terpenoid này, những cái chất đó là những chất chống oxy hóa rất là mạnh và xem như là những kháng sinh rất là tốt để hỗ trợ cho cơ thể, để đưa vào cho cơ thể, giúp cho cơ thể như vậy là với cái công nghệ hoạt hóa của nó là một là để hấp, công nghệ hấp thu này, hấp thu vào rất là nhanh và làm chuyển hóa, làm cân bằng nội môi. Thế và như vậy nó có tác dụng như vậy là để thải độc những các cái kim loại nặng này, những các cái chất độc tố từ trong máu ra. Thế và đồng thời là tái tạo ra một cái giá trị của tế bào, ví dụ sản sinh những cái tế bào mới này, thế rồi làm lành sạch tế bào này, có thể qua cái công nghệ này hấp thu này, chuyển hóa này, thải độc và tái tạo mà lại rất bền vững. Tôi tin rằng là cái sự phát triển của khoa học công nghệ thì sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được những sản phẩm không chỉ là tốt hơn mỗi ngày, đáp ứng được cái nhu cầu về mặt sức khỏe, mà bên cạnh đấy là còn hướng tới về cái mục tiêu đấy chính là bền vững, đúng không ạ? Vâng. Và càng nghe bác sĩ phân tích sâu thì chúng ta càng thấy là kiềm có một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Và một câu hỏi tiếp theo cũng được rất nhiều người quan tâm, đó là với những đối tượng đặc biệt như là trẻ em này, hay là phụ nữ đang mang thai và cho con bú, thì có những cái lưu ý gì trong việc bổ sung kiềm không ạ? Đối với một số những cái thành phần đối tượng đặc biệt, đối với trẻ em ấy, sau 12 tháng thì mình có thể dùng cho các cháu cái loại kiềm với cái liều lượng thì khoảng độ 1ml cho 2kg kinh nặng, một cũng có thể uống làm 2-3 lần trong ngày. Còn nếu mà lứa tuổi lớn hơn nữa, trên dưới 10 tuổi thì vẫn có thể dùng các loại kiềm thường như người lớn bình thường. Còn đối với riêng phụ nữ có thai ấy, thì cái này chúng ta cũng bởi vì phụ nữ có thai là cái cơ thể của người ta nó rất là nhạy cảm, trên chúng ta dùng, nếu có dùng thì cũng phải lắng nghe cơ thể mình với cái liều lượng vừa phải, mà tôi khuyên rằng là nên dùng cái kiềm cân bằng thôi. Không chỉ uống nước kiềm đâu mà ăn đúng, uống đúng. Một cái lúc mang thai ấy, là lúc chuyển hóa vô cùng vi diệu cho em bé trở thành một đứa trẻ đẻ ra làm niềm hạnh phúc nếu mà biết cách. Vâng. Như vậy là với những đối tượng đặc biệt như là trẻ em, đặc biệt là phụ nữ mang thai, thì sẽ có một vài những cái lưu ý mà chúng ta cần phải tuân theo. Nhưng mà cách tốt nhất là chúng ta cần phải đi gặp bác sĩ và để bác sĩ đưa ra những lời khuyên, những hướng dẫn cụ thể làm thế nào để có thể phù hợp với thể trạng và sức khỏe của từng người một, phải không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số lời khuyên qua clip sau của chương trình. Để giúp kiềm hóa cơ thể, bên cạnh cung cấp chế độ dinh dưỡng thì việc luyện tập, giữ tinh thần tích cực là điều vô cùng cần thiết. Cụ thể như sau: chế độ dinh dưỡng, trong đó thực phẩm chứa kiềm cao nhất, nhóm rau, củ quả như măng tây, hành tây, cần tây, mùi tây, cải bó xôi, cải xanh, đậu bắp, xà lách, chanh, dưa hấu, xoài, đu đủ, táo, lê, v.v. Kể đến là khoai lang, tỏi, dầu ô liu. Các loại thực phẩm giàu tính axit cần tránh như tinh bột, đường hóa học, đường tinh luyện, các loại quả khô như việt quất, mận, v.v. Nên uống từ 8 đến 10 ly nước lọc mỗi ngày. Nước tham gia trong mọi quá trình trao đổi chất của cơ thể,
Đặc biệt nên bổ sung kiềm thảo dược mỗi ngày, giúp cân bằng nội môi và giải độc cơ thể. Hãy tránh xa các loại nước ngọt vì chúng tạo môi trường axit và gây ra hàng loạt bệnh tật. Vận động và sinh hoạt điều độ. Ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày, bởi khi ngủ sâu sẽ khiến các loại axit dư thừa được thải trừ ra ngoài cơ thể. Giấc ngủ sâu tạo ra môi trường kiềm lý tưởng cho cơ thể. Thể dục thể thao điều độ. Đừng quên tập thể dục vận động điều độ mỗi ngày 30 phút để duy trì độ pH trung bình của cơ thể. Tránh xa căng thẳng để giúp tinh thần luôn tích cực. Thưa bác sĩ và diễn viên Anh Thơ, có thể thấy rằng là từ đầu chương trình tới giờ với chủ đề là làm thế nào để chúng ta có thể bổ sung kiềm một cách đúng cách thì chúng ta có thể hiểu rõ về cái tầm quan trọng của kiềm đối với cái sức khỏe. Và trước đây thì tôi cũng thường hay nghĩ rằng là chỉ khi nào cơ thể của mình mệt mỏi này hay có bệnh tật hay có những cái biểu hiện về bất thường gì thì đúng báo động ạ, thì đấy mới là cơ thể không khỏe mạnh. Thế nhưng mà thực chất khi mà nghe bác sĩ chia sẻ thì rõ ràng cơ thể của chúng ta đã có thể có nguy cơ bị mất cân bằng về kiềm axit rồi, do những cái thói quen không lành mạnh trong công việc, trong sinh hoạt cũng như là chăm sóc sức khỏe. Chính bởi vậy mà có lẽ là sau chương trình ngày hôm nay thì những người làm truyền hình như chúng tôi cũng sẽ cần phải có một cái chế độ sinh hoạt cân bằng giữa công việc, cuộc sống cũng như là chăm sóc sức khỏe, để làm thế nào để chúng ta có một cái sức khỏe ổn định mà lại bền vững nhất. Thì không biết là chị Anh Thơ có đồng cảm với những cái chia sẻ của tôi hay không ạ? Có chứ. Nói chung là sau chương trình này thì mình mở mang được rất nhiều. Mình sẽ cố gắng tối đa trong cái việc mà sắp xếp thời gian công việc, nghỉ ngơi làm sao cho hợp lý cân đối. Và không quên việc thử kiềm thảo dược để bổ sung hàng ngày, bác sĩ nhỉ? Vâng. Thật ra là cái việc là chúng ta chăm sóc sức khỏe nó không phải là khi nào chúng ta bị bệnh thì chúng ta mới quan tâm. Mà hãy để cái việc chăm sóc sức khỏe trở thành những thói quen hàng ngày. Chính xác là như vậy. Và ngày hôm nay một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Quách Văn Mích đã đến với chương trình, đã cung cấp cho chúng tôi và cho khán giả những thông tin vô cùng ý nghĩa, có giá trị. Một lần nữa rất cảm ơn diễn viên Anh Thơ đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và đã có những câu hỏi cũng như những chia sẻ rất là hữu ích để giúp cho bác sĩ cũng có thể chia sẻ được những kiến thức của mình. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.